mở nhạc karaoke mà lấy nguồn nhạc từ tivi xuống á, nó sẽ đi trung gian qua con này đó, nó sẽ cho cái chất lượng âm thanh cao hơn, sau đó nó sẽ được đưa xuống vang số. Nó không phải là một bộ chuyển đổi nữa nha các bạn, nó các bạn có thể là một cái con DAC mini streaming đó, các bạn có thể ví dụ cho hiểu, tức là đưa qua cái con này là chất lượng nó sẽ tốt hơn và nó sẽ đưa xuống con vang số, nó sẽ tối ưu hơn, chứ không phải là những cái bộ chuyển đổi là từ cái optical chuyển ra hai đầu bông sen, cái đó chỉ là bộ chuyển đổi thôi, nhưng mà con này có thể giải mã và giải quyết được cái chất lượng âm nhạc rất là cao. Anh nói chiều nay anh về phố nhỏ, hẹn tôi đón anh. Anh viết trong thư chờ anh em nhé, chuyến tàu cuối ngày. Đó. Hello, xin chào các bạn. Chào các bạn quay trở lại với cái kênh của Thiên Vũ Video. Thì cái video nãy các bạn nghe đoạn nhạc, các bạn thấy nghe nó có phê chưa? Nếu mà chưa phê thì hôm nay Vũ sẽ chia sẻ các bạn thêm một cái thiết bị rất là hay để giới thiệu cho đến những các anh, các chị, những cô chú mà muốn nâng cấp, muốn được trải nghiệm tối ưu hóa hơn, muốn trải nghiệm cái chất lượng âm nhạc cao hơn và với một ngân sách hợp lý, thì Vũ sẽ giới thiệu và hướng dẫn cho các bạn cùng xài. Thì hiện tại là Vũ đang mở nhạc trên cái Bluetooth của Ombo. Thì cái sản phẩm trong tay Vũ, chúng ta các bạn thấy trên đây không? Nó chỉ rất là bé tí, nó chỉ nhỏ xíu thôi. Rồi, đây là con Wim. Rồi, ok. Cameraman có thể là gần. Đây. Đây thì đây là một con Bluetooth và tích hợp luôn cả nền tảng stream nhạc, và giá thành nó chỉ có đâu đó 2.890.000 thôi. 2.890.000, bé tí thế này đâu, nó là một con DAC, một con giải mã, một con streaming, và thậm chí nó có hỗ trợ cả hệ thống đa vùng nữa nha các bạn ha. Đa vùng nữa thì đối với cái tầm giá này để, và đặc biệt nhất là con này nó chuyên về nghe nhạc các bạn. Nó chuyên về stream nhạc. Thì đây, để Vũ cho các bạn coi, đây là cái kiện. Trước khi Vũ cho mọi người nghe thì Vũ sẽ cho đây. Đây là cái kiện hàng Vũ nhập, Vũ để test xong rồi mới quay cho mọi người và các bạn coi. Đây, đây là Vũ thấy cái hũ của con nha. Đó. Đây. Đó, đây của nó đây. Đấy. Thì đây là cái con Wim Mini. Và các bạn thấy đây chỗ mà Hybrid Audio. Thì cái con này nó sẽ rất và nó tích hợp tất cả những cái nền tảng streaming giống như những dòng loa công nghệ khác để nghe nhạc số với chất lượng cao. Và con này là hỗ trợ Earplay 2 luôn nha các bạn ha, chứ không phải Earplay 1 nha. Earplay 2 nè, Spotify nè, rồi Google giọng nói nè, Google Assistant nè, và những nền tảng nghe nhạc số ở đây có đủ hết, hầu như là đều hỗ trợ. Các bạn thấy không? Rất là xịn mà rất là bé và rất là nhỏ gọn như thế này thôi. Và nó có thể điều khiển trên app. Mà đặc biệt cái con này á, Vũ chia sẻ cho các bạn ở đây á, là cái con này nó là một Vũ ưu tiên là nó có cái Bluetooth, và cái Bluetooth của nó hiện tại là đang là Bluetooth chuẩn là 5.3 và rất là chuẩn. Và đặc biệt á, là Vũ đã test về cái sự ổn định cũng như là cái khoảng cách và truyền tải của cái Bluetooth này là nó rất là ổn định và nó không có chập chực, và luôn cả những cái vật cản ví dụ như là vách tường thì nó khá ổn định trong phạm vi là từ 15 đến 20 mét, đồng nghĩa với việc là chất lượng tương đương với lại một con Bose Soundtest trước đây mà Vũ hay bán, con Bluetooth khoảng 4 triệu mấy 5 triệu các bạn đó. Và cái thứ hai nữa là cái phần nhạc, chất lượng nhạc từ cái con này đi ra nó rất là hay, rất là dày, và cái sụt nhạc ra rất là đầy đặn. Tại các bạn biết á, thì những cái sản phẩm mà Bluetooth mini này á, thị trường có rất nhiều, nào 700, 800 triệu mấy triệu 2, nào có như Upring. Nhưng mà các bạn biết là bên mình là chuyên về bán nghe nhạc thì rất là đòi hỏi cái con Bluetooth nào để đưa ra cái đường dẫn, cái chất lượng phần cứng nó đưa ra cái sụt nhạc rất là chất lượng thì rất là hiếm. Thì Urin vẫn không đáp ứng được điều đó. Ngày trước đây Vũ chỉ bán đúng một con duy nhất, đó là con của Bow thôi. Mà giờ nó lại ngừng sản xuất rồi. Con đó khoảng 5 triệu. Thì nó lại ngừng sản xuất rồi. Thì bây giờ có một con này nhưng mà nó lại hay hơn Bow rất nhiều thứ. Đó, thì để chia sẻ cho mọi người biết, nó rất là nhẹ nha các bạn. Đó, và cái giao diện nó cũng rất là đẹp. Và nó hỗ trợ các ngõ kết nối ở đây các bạn thấy nè. Đầy đủ đồ chơi. Đó, Vũ nhìn vào là Vũ ưng ngay, phải giới thiệu cho các bạn liền. Thứ nhất là ngõ optical. Cái ngõ optical này á, nó độ phân giải đến 190 Hz. Và xin lỗi mọi người bit. Và nó 24 bit nha các bạn ha. Đó. Rồi, nguồn của nó sử dụng là nguồn Type-C. Chúng ta có thể sạc đây. Các bạn có thể cắm nguồn bằng hai đầu Type-C, hoặc là chúng ta có thể cắm bằng cái ngõ USB Type-C. Đó. Rồi nó có thêm cái phụ kiện của nó cho kèm á,
là nó cho thêm cái đây rồi Vũ mở các bạn. Đây Vũ mấy bạn test test xong ngon lành mới quay clip đó các bạn. Để cho Vũ cho các bạn coi ha, không vội ha. Đó, đi từ bước từ bước. Này. Thì hãng cho khi mà đi mua kèm á thì nó sẽ cho một dây optical, một dây sạc và một dây hai đầu 3.5 và một dây đầu 3.5 ra hai đầu bông sen. Đó, cái này là cái ok nhất. Đó, optical là không nói rồi ha, optical chất lượng không nói, nhưng mà nó coi như là, tức là con này khi dành cho những cô chú hoặc những cái chú mà anh chị á mà đang có những hệ thống analog cũ ngày xưa nghe nhạc chưa phê, chưa có nguồn nhạc tốt hoặc là thiếu công nghệ, thì cái con này nó sẽ giúp cho những khách hàng có như là âm ly Yawasuyong nè, hay là những con van cơ nè, hay là những cái con mà nói chung là đời cổ, đời lai gì đó, vẫn có thể giải quyết được cái phần nhạc, xử lý được phần nhạc và trải nghiệm những cái nền tảng nhạc số và với mức giá thành cực kỳ mềm và rất là dễ tiếp cận với khách hàng luôn. Đó. Và đây, có con này thì các bạn có thể cắm vào cái con âm ly AB cái đầu bông sen. Còn cái này thì chúng ta sẽ cắm vào đây thôi. Đấy. Ok chưa? Đó. Rồi một cái hay nữa mà Vũ nhìn ra cái sản phẩm này mà rất là nhiều khách hàng cần mà là thị trường rất là tìm khó tìm thấy. Cái đó là thứ nhất là cái ngõ input. Thì cái ngõ input này á là ví dụ đi, Vũ ví dụ trường hợp nha. Cái Vũ đang xài cái con này là con optical thì Vũ sẽ gắn vào van số. Và cái đường input này Vũ sẽ lấy từ TV đưa vô input này. Như vậy là về sau khi mà mở nhạc karaoke mà lấy nguồn nhạc từ TV xuống á, nó sẽ đi trung gian qua con này. À, nó sẽ cho cái chất lượng âm thanh cao hơn, sau đó nó sẽ được đưa xuống van số. Nó không phải là một bộ chuyển đổi nữa nha các bạn. Nó các bạn có thể là một cái con DAC mini streaming. À, các bạn có thể ví dụ cho hiểu, tức là đưa qua cái con này là chất lượng nó sẽ tốt hơn và nó sẽ đưa xuống con van số, nó sẽ tối ưu hơn, chứ không phải là những cái bộ chuyển nhỏ là từ cái optical chuyển ra hai đầu bông sen. Cái đó chỉ là bộ chuyển đổi thôi, nhưng mà con này có thể giải mã và giải quyết được cái chất lượng âm nhạc rất là cao và thiết kế cực kỳ nhỏ gọn luôn, rất là nhẹ các bạn, có thể dán được luôn đó. Và đối với những trường hợp ví dụ những cái con van số mà cao cấp, những cái hãng lớn á, nó không có bluetooth á, thì các bạn có thể gắm cái con này vào thì nó trở thành một cái con bluetooth luôn, hoặc là những cái mixer bàn thì có thể lấy con này. Và Vũ đã test là bao gồm khoảng cách luôn là 15m, rất là ổn định, không chụp giật về bluetooth. Nhưng mà nếu mà ở một không gian lý tưởng mà đồng trống thì nó sẽ còn tốt hơn, nó sẽ phạm vi sẽ lên đến 20m và 25m đó. Vũ đã test rồi nha các bạn. Các bạn nếu mà khách hàng mà muốn thắc mắc á thì các bạn có thể đến mua rồi sau các bạn có thể test khoảng cách thoải mái ha, để coi Vũ review coi nó có đúng với sự thật là cái chất lượng bluetooth nó ổn định như vậy hay không. Ok rồi, đây là nói về cái phần cứng, là những tính năng là những khách hàng cô chú sử dụng những con âm ly. Và cái con này nè, nó còn hay một cái nữa, nếu mà những khách hàng mà đang sử dụng những cái loa cột như là BOX1 Pro nè, tại vì nó cắm điện hoặc nó là pin di động đúng không, nhưng đa phần mọi người kết nối là phải sử dụng qua bluetooth. Bây giờ đôi khi mình muốn sử dụng cái loa đó để chuyên nghe nhạc, để nhà nhiều khi cắm điện để cố định đó, thì có thể gắn cái con này vào bổ trợ. Thì về sau các bạn khi mà bước về nhà thì chúng ta cần mở cái nền tảng nghe nhạc Wi-Fi, YouTube hay là Spotify, Tidal, những nhạc số chất lượng cao, thì các bạn chỉ cần bấm play bài hát và chọn cái con này là nó sẽ truyền tải âm nhạc chất lượng cao từ Wi-Fi đưa xuống cái con loa bô, thì nó sẽ còn xịn hơn cả so với mặt Bluetooth đó, để coi như là giải quyết rất là nhiều yếu tố đời nghe cũng như là nhu cầu nghe của khách hàng luôn. Rồi đó, nói như vậy là Vũ đã chia sẻ sơ các bạn và giá thành nó chỉ rất là mềm luôn các bạn, rất là mềm, và cái hộp nó đóng cực kỳ hoàn thiện luôn, rất là hoàn thiện, giống như là đồ của Xiaomi vậy các bạn. Đấy, nói chung là rất là ngon cơm, chỉ có 2 triệu mấy thôi. Ok rồi, rồi bây giờ cái nào Vũ đi quay cho các bạn xem nè. Rồi ok rồi, cameraman ở đây. Ví dụ như con bô này đi, bây giờ Vũ muốn nghe nhạc số đi, thì con này chỉ các bạn phải kết nối bluetooth để các bạn nghe đúng không. Thì bây giờ Vũ nghe nhạc số, tức là sao, nghe nhạc số có thể là không có nhà nhạc vẫn cứ chạy phát, và nó có sử dụng nguồn DC chỉ có 1A thôi. Đây Vũ cắm vào. Rồi Vũ giảm volume xuống. Rồi Vũ cắm ngõ out vào. Sau đó Vũ tắt bluetooth này nha. Vũ đang kết nối bluetooth đúng không, cho các bạn nghe chất lượng âm thanh nè. Tắt bluetooth của con này đi. Ok rồi, ok các bạn ha. Thì con này đây các bạn, đây các bạn thấy đèn chớp rồi nha, như vậy là đã có điện nha, đã có điện rồi nha. Giao diện nó cũng rất là đẹp, đơn giản đẹp mà, mình dán vô đây thôi nè, nhìn nó cũng rồ hẳn cảm ứng nha các bạn.
cảm ứng. Còn đối với khách hàng mà muốn sử dụng có Bluetooth con này á, đây Vũ chỉ cho các bạn luôn, tốc độ nó cực kỳ nhanh. Để coi mình quảng cáo là mình phải làm thực tế đó, để cho các bạn đánh giá được cái độ mượt, cái độ ổn định và cái độ mượt của nó các bạn. Nè Vũ quên cái này đi nha, quên cái Bluetooth đã kết nối nó một lần đi nha. Rồi bây giờ con này nó không có hiện Bluetooth, hiện tại là nó đang lấy wifi nè các bạn. Đó, nó đang đứng đèn màu trắng thế này nè, tức là nó đang wifi, nền hơi tối các bạn sẽ nhìn hơi khó nhìn tí xíu, nhà Vũ sẽ coi cho các bạn coi nè. Rồi bây giờ wifi đúng không, đây trời ơi, đồ chơi không, đây Vũ chỉ cần bấm này lên đó, nó các bạn thấy chưa, đó các bạn thấy chưa, đó hiện lên thì chúng ta cần play thôi và mình tắt cái app đi luôn, nó vẫn cứ chạy cái playlist đó. Rồi bây giờ trước khi mình nghe demo test thì mình sẽ test Bluetooth, cái độ nhanh nhạy của Bluetooth cho bạn xem nha, vậy nó mới thực tế. Rồi bây giờ không thấy gì ha. Rồi bây giờ Vũ chỉ cần nhấn giữ thao tác nè. Các bạn nhìn ở trên màn hình luôn giúp Vũ nha. Nè các bạn nhìn trên màn hình giúp Vũ luôn, coi là khả năng mà nó thấy Bluetooth khi mà Vũ thao tác thì nó nhảy ra nhanh hay không nha. Nhìn ở đây nó có nhảy không nha. Đấy, giữ, ra liền luôn các bạn không, chỉ cần nhấn giữ là nó nhảy liền luôn. Tức là cái khả năng Bluetooth 5.3 này nó cực kỳ là tốc độ luôn các bạn. Đó, nó ra liền luôn nè. Nhưng mà bây giờ Vũ muốn cho các bạn nghe nhạc chất lượng cao, không muốn nghe Bluetooth. Hiện tại Bluetooth 5.3 là nó đã cao hơn so với cái Bluetooth mặc định của Oppo rồi. Đó, hoặc là những cái hệ thống khác, ví dụ dàn karaoke gia đình các bạn, chắc chắn là đã cao hơn rồi. Nhưng mình không test Bluetooth luôn. Rồi bây giờ Vũ sẽ test, tập trung về test Wi-Fi. Đó, cho các bạn nghe. Đó, nhưng mà giờ Vũ không kết nối Bluetooth nữa. Vũ chỉ chuyển qua cho nghe con này. Đấy, nè, chọn vô nè. Các bạn thấy không? Nhanh liền luôn nè. Và Vũ lay nha. Để Vũ lay nhạc nè, tăng volume vô nè. Đó. Đến đó. Đó các bạn chưa? Đó. Ok. Rồi các bạn thấy sao? Gió tất cả những bão giông, anh có quay về cùng em muôn kiếp. Người ơi anh biết chăng, người hỡi đâu biết rằng. Đó. Đó, các bạn thấy chưa? Như vậy là các bạn thấy là Vũ đã cho các bạn test thử cái xem cái con này. Rồi bây giờ lát nữa Vũ sẽ test cho các bạn cái độ xa nha. Rồi bây giờ Vũ sẽ play nhạc ở đây đi. Khoan, cái đó là về cái mặt online. Đây, để Vũ cho các bạn xem xét đây. Rồi, đây. Đây, bây giờ Vũ sẽ thử cho các bạn cái này nha. Rồi, khi mà Vũ không nghe nữa, tắt app đi. Rồi, tắt app đi. Các bạn thấy không? Nó vẫn phát bình thường. Đó, nó vẫn phát bình thường, không có vấn đề gì cả. Đấy, bây giờ mình muốn vô lại. Nào, bây giờ ePlay 2 nè. Đấy, bạn thấy không? Nó thấy liền luôn nè, hai loa nè. Có thể cộng nè, đó. Bạn thấy chưa? ePlay 2, thấy chưa? Bạn thấy không? Tức là khách nào mà xài iPhone xài ePlay nhanh cũng được. Hoặc là không xài ePlay thì chúng ta sử dụng trực tiếp vào app, nó có thể streaming luôn mà chúng ta có thể loại bỏ được bất kỳ. Và đây là cái app của cái thiết bị. Nè, View Home. Đấy, bấm vào. Rồi. Rồi, cái đó một phần thôi nha. Rồi, cái đó là vấn đề là những cái mà khi mà mọi người dùng, mọi người nghe, mọi người sử dụng Wi-Fi nha, nó sẽ tăng cường về chất lượng âm thanh. Tăng cường thêm cái đồ chơi cho những khách hàng, cô chú anh chị nào mà muốn sử dụng cái đồ số mà nghe nhạc chất lượng cao hơn so với là lấy nguồn nhạc từ TV xuống, đúng không? Đó, đó là một phần. Bây giờ là trong cái con này nó sẽ có cái gì ở bên trong nữa thì mời các bạn cùng xem nè. Rồi. Thì ở trong cái app thì cho Vũ cho các bạn cùng xem. Đây. Đây là cái tên của nó đúng không? Thì Vũ có thể đặt tên nó, Vũ có thể đặt tên nó, nhưng mà bây giờ chưa nói vấn đề multi room đi, bỏ cái multi room qua một bên đi. Mình vô phần cài đặt của con này. Thì trong cái phần cài đặt con này nè, nó sẽ có những đồ chơi như thế này. Thứ nhất là các bạn có thể record tên nó lại được, đặt tên gì đó. Anh đồng con Wim 5 mini. Đó, Thiên Vũ đó. Đó, ok, thấy chưa? Rồi Vũ sale lại, rồi coi như là cái con này là trở thành cái tên Thiên Vũ vậy đi, demo ha. Rồi, cái thứ hai là các bạn có thể xem được cái tham số đó của cái tên nè, đó rồi cái mã của sản phẩm nha. Nhưng mà nó không hỗ trợ cho tiếng Việt nha các bạn ha. Hàng này nó không có hỗ trợ tiếng Việt, tiếng Anh thôi và các nước khác. Rồi. Rồi cái này là báo thức, có thể setup báo thức, đó những tính năng có thêm. Rồi cái này là thông báo status. Rồi, nói về status á thì các bạn thấy á, là nó hỗ trợ Wi-Fi tới 5G luôn nha các bạn ha. Hỗ trợ Wi-Fi 5G nha các bạn, nên là cái độ chất lượng cũng như cái độ truyền tải của internet thì nó rất là ngon. Nó rất là nhanh. Để các bạn thấy nè, 5G hỗ trợ luôn cả 5G nha. 2G, 5G hỗ trợ hết, 2.4. Rồi.
Thêm một cái nữa, đây là những cái reset content, tức là bạn khi mà bạn chỉnh những cái EQ, bạn có thể được quyền edit, bạn có thể được quyền lưu tên hay là mọi thứ đó. Rồi sau ví dụ như những cái reset mà các bạn hay xài á, đây chút nữa reset mình sẽ tới nó tới. Còn đây là chế độ ngủ đông, là ví dụ như khi mà khoảng 20 phút chúng ta không chim nhạc vào thì nó sẽ tự ở chế độ ngủ. Mà khi mà chúng ta nó thấy tín hiệu chúng ta bật nhạc vào, tức là wifi nó vẫn mở xuyên suốt 24/24. Nhưng mà khi mà chúng ta thao tác vào thì nó sẽ tự động mở lại và nó play nhạc thôi, nên sẽ tiết kiệm điện cho mọi người luôn. Ở đây nó có cả remote nữa, nhưng mà Vũ bán cái con này thì Vũ không muốn khuyến khích remote, đa phần là muốn khách hàng trải nghiệm trên điện thoại hết cho nó tiện, đỡ phải sử dụng remote, vì điện thoại giờ nó cũng làm thao tác rất là nhanh rồi. Rồi, ok, đó là một số cái công cụ tính năng. Rồi, cái này mới rất là nhiều cô chú và các bạn thích nè. Và đúng theo gu nè, EQ. Đó, đồ chơi nó nằm chỗ này nè. Đó, Parai EQ nè, Matrix EQ nè, các bạn thấy không? Chuẩn không? Đó, Pass, Misstep nè, đưa bay lên như thế nào nè. Can thiệp được EQ nha các bạn. Đây, chỉnh nè, tham số các bạn thấy trực quan không? Đó, giống như vang số không? Y chang con vang số luôn. Đấy, vậy ghê chưa? Đó, nó cho chúng ta được 4 băng để chúng ta xử lý. Đó, và chúng ta có thể xử lý sale cái EQ này. Và chúng ta có thể đặt tên cái EQ này là EQ nghe nhạc ra, EQ nghe nhạc vàng, EQ nghe nhạc IDM. Nó tạo ra, lưu cái tên thôi. Ví dụ nha, IDM. Đó, đây là EQ IDM. Về sau chúng ta chỉ cần chọn thôi. Rồi, vừa làm cái này. IDM là phải đưa phần bay lên cao xíu, phần mid giảm xuống xíu, phần 2 bộ gõ độ cao cao xíu, ví dụ gì đi. Đó, rồi Vũ IDM ha. Rồi nghe nhạc vàng thì low vừa thôi, đừng có sâu quá, đưa giải mid lên tốt một xíu, nhạc cụ nghe cái lóc cóc lan can tí. Rồi Vũ lại sell thêm cái nữa. Rồi ghi new cái là nhạc vàng. Đấy, cái này là những cái rất là quan trọng nè các bạn. Không phải là cái con nào cũng làm được đâu. Đó, nhạc vàng. Thì về sau cái này chỉ cần mở cái app đó lên. À, mọi thứ chúng ta đã làm theo cái gu của mình rồi, tức là nôm na là có thể là cá nhân hóa người dùng. Thì về sau nghe nhạc IDM thì bấm chọn qua IDM là xong, và bấm chọn qua nhạc thì EQ nó sẽ tự động nhảy, các bạn thấy chưa? Đó, hay không? Đó, rất là hay đó. Rồi các bạn muốn can thiệp vào những cái EQ, cái này giống như là cái equalizer nè. Đó, cái này chắc là những cô chú lớn anh chị á mà xài, cái chú á, nhưng đặc biệt các chú mà xài thích những cái dạng gu này thì có thể mình tối ưu hóa theo cái phong cách riêng của mình nghe nhạc nè. Nó có cho các bạn chọn sẵn dưới đây nè. Ở đây là hãng làm sẵn cho chúng ta nhạc bóp, nhạc phin, rồi đen, rồi acoustic, rồi flat bình thường. Rồi nhưng mà nếu chúng ta có nhu cầu riêng thì chúng ta có thể sell giống như cái thằng kia. Đó, chúng ta tạo thêm một cái EQ riêng của mình. Đó, graphic EQ ha. Và rồi, ok, đó là phần EQ. Rồi, vấn đề phần audio setting đó nè. Đó, các bạn thấy không? Nó rất chi là nhiều đồ chơi các bạn. Đây, độ dạy mã optical 24/192, các bạn thấy chưa? Đó, độ dạy mã đó. Rồi volume này các bạn thể kiểm soát được volume limit, là không cho bảo vệ loa hay là bảo vệ hệ thống, nôm na là limit volume á, thì để bảo vệ hệ thống tránh bị hư hay là tránh bị người ta ai chỉnh vào bị over quá hư loa của mình đó. Rồi luôn cả con này nữa, cái này là out level thì cho tùy chúng ta chọn các bạn ha. Đó là tiếng Anh, các bạn có thể đọc, các bạn dịch ra hết nè. Audio setup các bạn select rất là nhiều dạng đó. Rồi audio channel stereo, mono, hay là bạn muốn con này, tức là sao bạn hiểu cái này nè, tức là ví dụ bạn có một cái loa ACTY ở bên trái, đối với những khách hàng mà không, ví dụ có hai cái loa ACTY mà nó khác hệ nhau mà muốn nghe stereo thì sao, có thể kết nối con này thì như vậy là các bạn có thể nghe được stereo, hoặc bạn muốn con này là con bên trái, sau đó bạn qua một cái con khác, bạn chỉnh con còn lại là con bên phải, thì nó sẽ là cái kênh bên phải. Như vậy là chúng ta sẽ nghe được chế độ stereo luôn rồi đó các bạn ha. Nhưng mà vì hiện tại đang một con thì Vũ chỉ chọn để mono thôi. Đó, nó là một cái rất là đa năng. Rồi, ok các bạn ha. Đó, rồi đi nữa, input. Rồi, input thì quá dễ luôn, muốn nghe Bluetooth, Wi-Fi, Bluetooth thì chúng ta bật thôi, còn input này thì các bạn có thể tự chỉnh ở đây, hoặc là auto chọn input nè các bạn. Tức là bây giờ Vũ kết nối Bluetooth thì nó cũng ra, mà không kết nối Bluetooth thì nó luôn luôn mặc định nó lấy Wi-Fi. Còn nếu mà Vũ cắm ngõ 3.5 vào thì nó cũng sẽ nhảy ra ngõ được 3.5, chỉ cần play nhạc trên cái ngõ input nó thôi là nó sẽ play được nhạc. Đó, các bạn thấy nó tiện không? Tức là cái nào nó có nguồn nhạc vào thì nó sẽ ưu tiên nó chọn. Ví dụ mình không kết nối Bluetooth, không bật nhạc stream Wi-Fi thì các bạn mở, giống như nãy Vũ có nói là cái ngõ input á, thì cái trên TV đi xuống á thì tự động TV các bạn play thì cái input nó sẽ tự động chuyển qua ngõ in.
thì nó rất là dễ dùng cho những cô chú lớn tuổi luôn. Ừ. Rồi một cái này mới đỉnh nè, độ trễ. Ghê không bạn? À, tự động tuôn độ trễ. Đây, tuôn độ trễ nó vừa vào cái này các bạn. Đây, cái chỗ mà nó tuôn độ trễ nè. Đây độ trễ nè các bạn. Nó tuôn độ trễ. Cái lỗ này là lỗ mid để nó nghe nhạc. Và nó sẽ nghe nhạc và nó nghe với cái tín hiệu của con này đưa ra. Nó sẽ phân biệt được là cái độ trễ con Bluetooth này với cái loa đó nó đang trễ hay không trễ. Thì nó sẽ tự động auto nó cân cái việc đó để khi mà chúng ta bấm play là nghe đúng cái khúc đó, chứ không có bị cái độ trễ là chim đường một đường nhưng mà nhạc thì chạy chậm hơn. Đó, cái đó là cái hay nha, cái đó cái này không phải là con nào cũng có các bạn. Đó, đây, nè các bạn nghe nó tuôn nè. Là tí nha. Đó, các bạn nghe tiếng mưa không? Tức là nó tạo ra tiếng mưa. Đó, đầu trễ là 0 mm nè. Đó, thấy không? Đó, ok. Đó. Rồi, còn mấy cái này là cái gì để Vũ xem, Vũ chia sẻ các bạn luôn. Cái này các bạn có thể control bằng những cái phím của điện thoại để tăng giảm volume. Rồi, cái này là có thể control touch. Rồi, reboot. Rồi, hết rồi các bạn. Đó. Ok. Đấy, các bạn thấy chưa? Nhạc nè, chỉ cần chọn thôi nè, out x out nè. Muốn chọn ngõ thì cần bấm vô cái con này nè, bấm nè. Bây giờ muốn chuyển qua optical, qua optical nè. Bây giờ muốn chuyển qua Bluetooth, ra qua Bluetooth nè. Mà do mình chưa connect, giờ mình chuyển qua bình thường không, mình nó cứ sử dụng wifi vậy thôi. Đấy, mọi người thấy nó dễ dàng không? Nó rất là nhỏ và nó rất là gọn luôn. Đó. Chỉ có một con mày các bạn. Rồi, đây là cái phần này để cho Vũ cho các bạn coi phần này. Đây. Đây là cái tham số, đây là cái tham số nè. Đấy. Nè, có khả năng multi room rồi các bạn thấy không? Nó kết nối nè, nó rất là đều, nó thể hiện show nè, e-play nha. Đó. Mọi thứ, như vậy các bạn cứ dùng thôi. Nó đầy đủ đồ chơi trong đây rồi. Thì thay vì các bạn mua những cái bộ mà thật ra cái hãng này các bạn nó có những size lớn nữa, nhưng mà Vũ chỉ thích cái con size nhỏ thì thôi, tại vì con size nhỏ này nó sẽ rất là nhiều khách hàng ở Việt Nam rất là cần. Vì nó kinh phí hợp lý, cái thứ hai là chất lượng có, thứ ba là nhiều tính năng mà người khách hàng ở Việt Nam mình đang cần rất là nhiều, mà cần được trải nghiệm nhiều nữa. Đó, ok. Rồi, như vậy là Vũ hôm nay lại chia sẻ các bạn một sản phẩm mới. Như vừa rồi Vũ làm một video, Vũ hứa là sẽ năm tới sẽ có rất nhiều sản phẩm mới, nhưng mà không có quay kịp vì do đang Tết đang phải chạy nhiều deadline. Thì này là nhỏ nên Vũ review cho các bạn cùng xem. Rồi, rồi Vũ ví dụ cho một cái khách hàng. Đối với những khách hàng mà đang xài vang số ở nhà, muốn cải thiện nó, lấy nhạc từ TV á, thì chúng ta có thể cắm vào ngõ in. Hoặc là có thể như thế này nè. Đối với những khách hàng mà không có nhu cầu nghe nhạc nhiều, không cao, thì đừng có mua. Đó, chỉ cần lấy nhạc optical từ optical TV xuống, đi xuống karaoke là được rồi. Nhưng sản phẩm này chỉ phù hợp cho khách hàng có nhu cầu và sự đòi hỏi cao hơn, là bao gồm việc nghe nhạc, lấy giải mã tín hiệu TV đi xuống cái con vang số. Cái thứ hai là có khả năng nghe nhạc số, nghe nhạc chất lượng cao tốt hơn và streaming những cái nền tảng nghe nhạc công nghệ dễ hơn và nhiều tính năng e-play 2 mọi thứ đa năng mà không cần phải kết nối Bluetooth thì con này sẽ thì các bạn nên mua. Còn nếu khách hàng là đơn giản thì không cần phải nên mua đâu nha. Đó, Vũ bán cái nào thì thật ra nó phải đúng nhu cầu các bạn thì các bạn mua. Và Vũ cũng mới vui. Các bạn bán sản phẩm mà các bạn xài nhiều thì Vũ mới vui, tại vì các bạn sẽ cho Vũ được những cái feedback chất lượng của sản phẩm. Thì Vũ mới có hứng làm tìm kiếm nhiều sản phẩm để giới thiệu cho các bạn luôn. Rồi, hôm nay rồi ok. Rồi đây là cái siêu các bạn, cho mọi người xem cái siêu này. Rất là chất lượng. Cứng cáp. Số đẹp quá. 339, hình như cái con demo mình là cái series mã nó là 338 thì phải. Đúng không? Đây. Hai con là số siêu đẹp quá. Hai con mã series bạn, ở trên là 338, dưới này là 339. Nhìn đẹp ghê. Ok. Này sao chuyển qua phong thủy luôn rồi. Ok các bạn ha. Rồi cái này thì thôi không giới thiệu nữa, nó chỉ là một cái con rất là bé tí như thế này thôi. Thì khách này là muốn trải nghiệm chất lượng âm thanh của con này á thì các bạn cần. Còn đối với những các bạn mà làm show, làm event ở ngoài trời, những sự kiện á mà đang tìm kiếm những cái con Bluetooth mà giá thành hợp lý mà chất lượng sao mà ra hay á, thì đây cũng là một cái việc mà các bạn có thể, một sự lựa chọn các bạn có thể lưu ý đến để chúng ta tối ưu về cái hệ thống. Còn về chất lượng, độ xa, khoảng cách, mức độ ổn định, trải nghiệm mượt mà, thao tác mượt mà, thì các bạn ok về con này nha, rất là chất lượng. Ok, nếu mà các bạn thấy video này hay thì đừng quên bấm like và share cho Vũ.
để Vũ có nhiều động lực để tìm kiếm nhiều sản phẩm hay cũng như là chia sẻ đến cho các bạn cùng dùng nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Bye bye.